Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11. Như vậy thì ở cái phần toán đại thì hiện tại thầy đã quay tới cái bài số 2 về cái quy tắc tính đạo hàm. Nghe thầy đã cho các em các công thức để các em tính đạo hàm rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy chuyển sang về phần toán hình. Toán hình thì trong ở cái bài trước, ở bài số 1 thì trong vector trong không gian thì chúng ta học và chúng ta nắm được những cái phần rất là quan trọng, ví dụ nội dung định lý 1. Định lý 2, chúng ta nắm được cái điều kiện để ba vector đồng phẳng ha, nó thỏa mãn là vector C sẽ bằng là gì, m nhân vector A cộng cho n nhân vector B ha, và đặc biệt là m n là duy nhất. Còn đối với định lý 2 thì chúng ta cũng đã nắm rồi, thầy không nhắc lại nữa. Bạn nào chưa xem thì vào trong kênh của thầy là có đầy đủ hết, và các em sẽ xem chi tiết từ lý thuyết cho tới bài tập để chưa nào. Ok, trong lý hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 2, đó chính là hai đường thẳng vuông góc. Chỉ còn có một vài bài nữa là chúng ta sẽ kết thúc chương trình năm học của cái toán hình của lớp 11 em nhé. Và sau khi thầy quay xong lớp 11 xong, thầy sẽ tiến hành quay cho em ở cái toán của lớp 12. 12 rất là quan trọng em, nên thầy sẽ đầu tư thời gian 12 rất là nhiều. Nên em yên tâm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian. Được chưa nào? Ta đi sang phần một nhỏ. Góc giữa hai vectơ trong không gian. Góc giữa hai vectơ. Vectơ thì chúng ta học ở bài 1 rồi, nên là thầy không nói lại nữa. Được chưa nào? Chúng ta sẽ có phần định nghĩa này. Trong không gian cho vectơ U và vectơ V. Đây nghe. Thấy vectơ U và vectơ V không nè? Đó. Khi đó ta sẽ lấy một điểm A bất kỳ. Chúng ta gọi cái điểm B và điểm C là hai cái điểm sao cho cái vector AB. Cái này. Cái độ dài vector AB sẽ bằng độ dài vector U. Tương tự như vậy, độ dài của vector AC sẽ bằng vector B. Các em hiểu nào? Khi đó ta sẽ có, ta gọi cái góc BAC, như là chỉ góc A ở đây này. Ha. Là góc giữa hai vector U và vector V. Nó hợp thành thì chính là nó ra được cái góc A này, và góc A này nó nằm ở trong cái khoảng là gì em, từ 0 độ cho tới 180 độ. Ok, này, và chúng ta ký hiệu này, ký hiệu như này là góc em nhé, góc giữa hai vectơ U và vectơ V. Ok, phần nội dung định nghĩa này và hình vẽ này các em ghi vào trong vở giúp thầy để các em học và có thể thực hiện được, để chúng ta hình dung ra được cái góc giữa hai vectơ trong không gian là như thế nào. Hiểu chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang ở giùm thầy cái hoạt động 1. Thầy sẽ đọc đề rồi tiến hành giải quyết cho các em. Ok. Các em thấy rất rõ không? Hoạt động 1 em. Cho tứ diện đều em nha. ABCD có H là trung điểm của cạnh AB. Hãy tính góc giữa các cặp vectơ sau đây, giữa vectơ AB và vectơ BC. Thì bây giờ chúng ta nên dùng thước đây, thầy lấy thước vẽ cái hình ra trước, rồi mình giúp cho các em tính được. Cho bây giờ để như này mà nói người nào tính là cũng tài nghe ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình nhé. Ở đây người ta cho tứ diện đều nghĩa là các mặt của nó là tam giác gì các em? Nhớ, tứ diện đều nghĩa là các mặt của nó là tam giác đều. Được chưa nào? Nhưng mà thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ em thầy cái mặt đấy ha. Các mặt của nó, nhớ em thầy, đó chính là tam giác đều. Được chưa? Cái đoạn này chắc chắn không thấy nè. Đây thầy lỡ tay thì quẹt cái vết mực em nha. À đây. Từ đây em đã nói xuống. Học hình nó rất là chậm em, so với phần đại số. Tại vì mỗi cái hoạt động này nọ thì đều phải vẽ hình, nhìn hình chứng minh là học hình nó hơi chán hơn so với học môn đại là chỗ đó.
được chưa? Nhưng mà cái đẳng cấp ở đây là ở môn toán hình nha, nên là bạn nào giỏi hình thì rất là đẳng cấp, theo tôi nghĩ là như vậy. Con H là trung điểm cạnh AB, H đây thầy tính góc giữa các cặp vectơ sau đây, vectơ AB em ha, đây vectơ AB đây với lại vectơ BC thế nào. Như vậy thì cái góc mà tạo bởi giữa vectơ AB và vectơ BC thì theo em đó chính là góc nào? Có phải là góc này không? Không. Có phải là góc này không? Cũng không. Có phải là góc này không? Cũng không. Đúng không? Nếu ví dụ ở góc A đây thì nó phải là vectơ AB và vectơ AC thì mới là góc A ở đây. Nếu mà ở góc B ở đây thì phải là vectơ BA hoặc là vectơ BC thì mới là góc B ở đây. Nhưng ở đây người ta nói là vectơ AB và vectơ BC. Thì như vậy thì từ cái chỗ này, từ ở vị trí đỉnh B này, thầy sẽ nối dài ra. Đây. Đây. Đó. Thì cái góc nó tạo bởi giữa hai vectơ này là nằm ở chỗ này này. Đây thầy gọi nó chính là góc alpha. Các em có hiểu không? Đấy. Và các em lưu ý này. Rồi, các em nhìn đây. Thầy chỉ em cái trường hợp đầu tiên này trước nha. Thầy ngồi ổn định cái vị trí. Chúng ta biết rằng là tứ diện ABCD là tứ diện đều, nên các mặt của nó là tam giác đều. Các mặt của nó tam giác đều nghĩa là cái tam giác ABC là tam giác đều. Chứng tỏ cái góc ABC nghĩa là góc này này bằng bao nhiêu độ? Bằng 60 độ. 60 độ như vậy thì chúng ta thấy này, cả cái đường này chúng ta được học rồi, đó chính là góc gì? Đó chính là góc bẹt, nghĩa là tổng cái góc này, tổng cả góc này là bằng góc bẹt là bằng 180 độ. Nên game trừ dùm thầy cái góc B ở đây là 60 độ thì ra được cái góc ở đây. Em nghe hiểu nè. Như vậy góc alpha đây là bằng bao nhiêu? Bằng 120 độ. Ok, hiểu không? Rồi, em ghi dùm thầy, giúp thầy như thế này. Cái tứ diện ABCD đều có các mặt là tam giác đều. Chúng ta có câu A. Cái góc xem giữa ở đây vectơ AB và vectơ BC thầy đặt nó chính là bằng góc alpha. Có được không nào? Như vậy thì chúng ta có là cái góc alpha này nó sẽ bằng 180 độ trừ đi cho cái góc ABC. Mà góc ABC, cái góc B ở đây này là bằng bao nhiêu độ? Bằng 60 độ. Nên nó sẽ bằng 120 độ. Vậy cái góc tạo bởi hai vectơ AB và vectơ BC sẽ bằng 120 độ. Tại vì mình ký hiệu như vậy. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở câu B. Câu B là ở đây người ta nói là vectơ CH. Chúng ta nói C với H lại. Được chưa? Và vectơ AC. Đây kìa. Như vậy thì theo em thì vectơ CH và vectơ AC thì góc tạo bởi nó là góc chỗ nào đâu nè? Góc A chỗ này đúng không? Không đúng. Góc H chỗ này đúng không? Không đúng. Góc C đây đúng không? Cũng không đúng. Theo em nó tạo ra chỗ nào? Chúng ta cần phải kéo dài cái vectơ nào ra em? Đó chính là vectơ AC này. Đó, thì cái góc tạo bởi của nó là góc này này. Đây. Được chưa? Như vậy thì để mà tính được cái góc này, thầy gọi nó chính là góc beta. Để tính được cái góc này thì các em phải biết được cái góc này này. Nếu em biết được góc này thì các em lấy 180 độ trừ cái góc này ra là xong.
Em hiểu nào? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em tính cái góc này. Ok. Được không nào? Em nhìn giùm thầy trên hình để thầy hướng dẫn em tính cái góc này. Tính được ra góc này thì cái góc beta này khỏe rồi, lấy 180 trừ góc này ra. Đó chính là góc HCA, hay nói cái khác là góc C nhỏ này. Được chưa? Người ta đã cho em biết rằng là H này chính là trung điểm của cạnh AB. À, mà ABC là tam giác gì? Là tam giác đều. Chứng tỏ CH này nó chính là đường, vừa là đường gì? Vừa là đường trung tuyến, vừa là đường cao. Có đúng không? Vừa đường cao chứng tỏ là gì? CH này sẽ vuông ở đây. Thầy nói lại, vì tam giác ABC là tam giác đều. Được chưa nào? Là tam giác đều. Nên là mặt khác H này chính là trung điểm của AB. Thì khi đó chúng ta nói CH thì nó vừa là đường trung tuyến và nó cũng chính là vừa đường cao, chứng tỏ CH này sẽ vuông góc với AB. Chúng ta sẽ xét là cái tam giác vuông ACH và vuông tại H. Vuông tại H thì chúng ta sẽ có cái góc gì các em? Ta sẽ có góc này này. Góc này cộng góc đây thì sẽ bằng 90 độ, tại vì vuông ở đây. Tổng số đo của trong ba góc này thì bằng 180 độ. Các em hiểu nào? Trong một tam giác thì tổng số đo của nó luôn luôn là bằng 180 độ, mà góc này là góc vuông là 90 độ, chứng tỏ hai góc này là cộng lại là bằng 90 độ. Trong khi đó góc A này là tam giác đều, nên là góc A này sẽ bằng 60 độ, chứng tỏ góc này sẽ bằng 30 độ này. Có 30 độ rồi thì các em sẽ tính cái góc beta này, các em lấy 180 độ tại vì góc bẹt, trừ đi 130 độ thì chứng tỏ góc beta này sẽ bằng là 150 độ này. Các em hiểu chưa? Hãy nhìn hình và biết cách lập luận em nhé. Phải dựa vào những kiến thức cơ bản của hình học từ lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 nha. Chứ không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại biết được ha. Như vậy chúng ta có là cái góc xen giữa của vector CH với lại vector AC. Thầy gọi ở đây nó chính là beta. Được không nào? Kem ghim thầy là vì H là trung điểm của cạnh AB. AB của cái tam giác đều ABC, nên CH vừa là đường gì các em? Chúng ta học, chúng ta biết rồi, vừa là đường trung tuyến. Trung tuyến nghĩa là nó sẽ đi qua trung điểm đó các em. Vừa là đường gì? Vừa là đường cao, có đúng như nào? Vừa là đường cao, nên cái anh CH sẽ vuông góc với AB tại H. Em ghi rõ như vậy. Tiếp tục em ghi thầy là xét cái tam giác ACH vuông tại H. Vuông tại H nghĩa là góc H này sẽ bằng là 90 độ. Nên từ đây chúng ta suy ra hai góc ACH cộng CAH sẽ bằng 90 độ. Mục đích chúng ta là đi tính góc ACH này bằng là 90 độ trừ góc CAH. Nên ta suy ra cái góc này lại bằng 60 độ, sẽ bằng 30 độ. Ok. Vậy cái góc beta mà chúng ta cần phải tính nó sẽ bằng 180 độ trừ góc ACH, nghĩa là bằng 180 độ trừ cho 30 độ thì sẽ bằng 150 độ. Kết luận ở đây. Vậy cuối cùng ở đây, góc tạo bởi hai vector CH với lại vector AC thì sẽ bằng 150 độ. Xong. Ok. Hình vẽ này. Hiểu chưa? Đó. Thầy cũng cố gắng để sắp xếp thời gian để mà quay, gần như là ngày nào cũng có clip cho các em học lớp 11 nha. Không có toán đại thì có hóa, không có hóa thì có hình, không có hình thì có sinh. Toán hóa sinh, thầy sẽ đảm bảo em 3 môn, được chưa? Sinh thì cô vợ thầy dạy. Vợ thầy dạy cũng rất là ok, đúng không? Các em ghi chép gì đó thì bấm dừng lại nha.
Hiểu tại sao cái chỗ góc này bằng 60 độ đúng không? Tại vì nó chính là tam giác đều. Ok. Ta đi sang phần tiếp theo. Ta đi sang phần 2. Đó chính là tích vô hướng của hai vectơ trong không gian. Ta có phần định nghĩa. Trong không gian cho hai vectơ U và vectơ V đều khác vectơ 0. Nha các em nha, nó khác vectơ 0. Thì khi đó cái tích vô hướng của hai vectơ U và vectơ V là một cái số. Ký hiệu là gì? Đây, vectơ U nhân cho các em nhé. Vectơ U nhân vectơ V được xác định bởi công thức. Như vậy thì để mà tính được cái tích này, vectơ U nhân vectơ V thì nó bằng trị tuyệt đối của vectơ U nhân trị tuyệt đối của vectơ V, hay nói cách khác là cái độ dài nha. Cái độ dài, thầy nhắc lại, cái này đọc là độ dài. Độ dài vectơ U nhân độ dài vectơ V nhân cho cái góc, cái góc xen giữa cos. Tại vì hồi nãy chúng ta ở trong cái phần này chúng ta được học góc này, ký hiệu góc này. Như vậy thì đây chính là cos của cái góc tạo bởi giữa vectơ U và vectơ V. Công thức này rất quan trọng em nhé. Tích vô hướng. Các em ghi vào và để chúng ta học. Trường hợp vectơ U bằng vectơ 0 hoặc vectơ V bằng vectơ tơ 0 thì ta vi quy ước luôn là vectơ U nhân vectơ V thì bằng vectơ 0. Mà các em biết rằng là cos, cos của 0 thì bằng mấy? Bằng 1. Các em hiểu chưa nào? Phần ví dụ này. Cho tứ diện ABC OABC có cạnh OABC độ 1 vuông góc và 3 này bằng 1 này. Cái độ dài thế như nào? Gọi M là trung điểm cạnh AB, tính góc giữa hai vector OM và vector BC. Đây em, người ta đã vẽ hình và giải rất là chi tiết cho các em. Người ta vận dụng công thức luôn này. Thấy công thức nào? Ok. Rồi. Phần này thì các em chỉ việc đọc, nhìn hình, vận dụng công thức là các em sẽ hiểu. Nhiệm vụ thầy tiếp theo là thầy sẽ hướng dẫn cho em ở cái phần hoạt động 2. Ok. Ta đi sang hoạt động 2 các em. Cái đề bài như sau. Cho hình lập phương ABCD với lại là A', B', C', D'. Rồi, tí nữa thầy sẽ ấy xong. Giờ vẽ hình lập phương nha. Hình lập phương. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ vẽ hình lập phương trước nha. Hình lập phương nghĩa là sáu mặt, nó gồm có sáu mặt và sáu mặt của nó đây chính là hình gì em? Chính là hình vuông. Có đúng chưa? Xem nó méo méo em. Méo thật em. Để thầy vẽ lại nha. Thầy sẽ vẽ lại cho nó đẹp hơn em. Sáu mặt của nó đều là hình vuông. Đưa thuốc nó phải song song em. Rồi, một mặt. Ok. Rồi. Đưa song song này. Có một số bạn thì vẽ rất tốt, nhưng cũng có một số bạn thì lại không biết vẽ em. Chính vì thế nên thầy mình vẽ hình trực tiếp như này, một số bạn không biết vẽ thì cũng nắm được. Bây giờ những cái
cạnh phía bên trong không thấy nó bị bên nẹt đứt. Như hồi mà hồi nhỏ em là học lớp 6, lớp 7 á, thì thấy mấy anh chị bị cái này thầy thích lắm này, thầy ước, nhưng mà vì miết nó cứ nó méo à, giờ mình không biết canh song song nha, đó thấy chưa, ta ký hiệu ở đây vô a b c d tương ứng đây là a phẩy b phẩy c phẩy và d phẩy, thấy chưa, người ta yêu cầu như thế nha. Hãy phân tích các vectơ AC phẩy và BD theo ba vectơ AB, AD với AA phẩy. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu các em hãy phân tích vectơ AC phẩy. Đây. Cái đường này nằm trong này các em, nên ta bị bằng nét đứt nha. Đó. Đó rồi. Với lại BD. Ha. AC phẩy đây. Với lại BD. Theo ba vectơ. Đó. AB. Thấy AB không? Như nó AD với AA phẩy. Nghĩa là phân tích hai vectơ này thành ba vectơ AB AD với lại là AA phẩy. Đây. Như vậy góc của chúng ta đây là A. Ha. Đó, em thấy rõ chưa? Nhìn định hình. Rồi bây giờ nhìn định hình thầy sẽ hướng dẫn em phân tích này. Bây giờ các em thấy vectơ AC phẩy không? Ha. Thì bây giờ ta có này, có A này. Vectơ AC phẩy sẽ bằng gì các em? Vectơ AC phẩy theo em nó sẽ bằng gì? Hả? Các em. Như vậy theo quy tắc 3 điểm thì nó sẽ bằng vectơ gì đây? Đó chính là nó sẽ bằng vectơ AC. Đúng không? Bằng vectơ AC. Đó. Cộng cho vectơ là gì? AA phẩy ở đây. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ bằng vectơ AC cộng vectơ AA phẩy. Ok. Đó. Còn cái vectơ AC, AC, cái vectơ AC thì sao em? Các em nhìn thấy ba điểm ABC này. Cái vectơ AC ở đây thì nó có phải bằng vectơ AB, AB này cộng với gì các em? Cộng vectơ AD. Đây, vectơ AC thì bằng vectơ AB cộng vectơ AD. Thì nó lại vectơ AC đây thì sẽ bằng vectơ AB cộng vectơ AD. Bằng tiếp. Cái AC phẩy, AC thầy sẽ viết trở thành là vectơ AB cộng vectơ AD cộng vectơ AA A phẩy. Xong. Các em hiểu chưa nào? Nhìn ở đây nè. Hãy phân tích. Rồi. BD. Rồi bây giờ tiếp tục vectơ BD. Vector BD, thấy BD không? Thì có phải là nó sẽ bằng là gì? Vector gì? Vector AD trừ cho vector AB, hiểu chưa? Các quy tắc cộng trừ, quy tắc 3 điểm các kiểu thì chúng ta đã được học ngay từ lớp 10 chứ không phải là lớp 11 nữa các. Được chưa nào? Ta đi sang câu B đó. Clip này hơi dài. Sang câu B nữa chúng ta tạm dừng. Ở đây người ta yêu cầu các em là tính cốt của cái góc tạo bởi hai vectơ này. Và từ đó suy ra hai vectơ này vuông góc với nhau. Hai vectơ AC phẩy với BD. Như vậy thì để tính cốt theo công thức cốt của vectơ AC phẩy với vectơ BD thì theo công thức thì chúng ta có là gì các em? Cái tích
vector AC phẩy nhân cho gì? Vector BD, chúng ta chia cho cái độ dài của vector AC phẩy nhân độ dài của vector BD. Cái này là theo công thức chống này OVV các em hiểu nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng cái ra nha. Ở trên đây chúng ta đã phân tích ở theo câu A này, vector AC phẩy thì bằng 3 này, vector BD bằng 2 này. Như vậy ta có nè, cái tích của vector AC phẩy nhân vector BD sẽ bằng AC phẩy thì bây giờ chúng ta thế bởi 3 này này. Vector AB cộng vector AD cộng vector AA phẩy A phẩy nhân vector BD đây, 2 này. Thấy chưa? Vector AD trừ vector AB. Hiểu không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhân ra. Ta lấy anh này nhân vô. Vector AD nhân cho vector AB cộng vector AD trừ ở đây vector AB. Hiểu chưa? Đó. Bằng tiếp. Thì bây giờ nhân ra thôi. Lấy này nhân vô. Như vậy thì chúng ta sẽ ra được là gì em? Vector AB nhân vector AD cộng vector AD nhân vector AD cộng vector AA phẩy nhân cho vector AD trừ cái đó nè, trừ vector AB nhân vector AB cái đó nè, trừ vector AD nhân cái gì? Vector AB trừ cho vector AA phẩy nhân cho vector AB. Được chưa? Đấy. Chúng ta ký hiệu thì đây là 1. Ok. Được chưa nào? Mà chúng ta có là cái hình lập phương, nên là vì cái hình này người ta cho nó là hình lập phương, nên là anh AB này, thấy anh AB không? AD, thấy chưa? Với AA phẩy, nó đôi một nó sẽ như nào với nhau? Nó đôi một vuông góc với nhau. Em hiểu không? Ví dụ đây vuông góc này, vuông góc này. Rồi. Em ghi thầy ở đây là vì cái hình lập phương, lập phương ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy nên AB này AD AA phẩy đôi một vuông góc với nhau. Được chưa? Nên từ 1 này, từ 1, từ 1 nghĩa là từ chỗ này này, nó sẽ bằng cái gì? Khi nó vuông góc với nhau thì cái tích này nó sẽ như nào? Nó bằng mấy? Bằng vector 0 này. Hai này nhân lại thì ra được là AD bình phương. Ha? Tương tự như vậy thì cộng ở đây là vector 0 trừ vector trừ vector AB bình phương trừ vector 0 trừ vector 0. Ha? Được chưa nào? Đó. Ok. Và bằng bao nhiêu em? Và bằng 0. Cứ đúng nè. Nghĩa là ở đây cái anh AB sẽ bằng anh AD. Ok. Từ đây chúng ta sẽ suy ra cốt của cái góc tạo bởi hai vector AC phẩy với lại BD. Nó sẽ bằng là tích của vector AC phẩy với lại vector BD chia cái độ dài của vector AC phẩy nhân độ dài vector BD. Đó, thì nó bằng mấy em? Thì nó sẽ bằng 0. Mà bằng 0 thì khi đó suy ra cái góc AC phẩy tạo bởi hai vector này thì bằng bao nhiêu độ? 90 độ. Vậy hai vector trên vuông góc với nhau. Tại vì bằng 90 độ chắc chắn sẽ vuông góc với nhau ha.
quá dài các em ạ. Dạ. Câu A em. Câu B. Câu B hơi dài ha. Dài cũng chịu thôi chứ giờ sao. Yêu cầu đề bài như vậy mà ha. Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần 2. Chúc em học tốt nhé. Bye bye. Các em nhớ like, comment, tích cực clip mình cảm ơn thầy, đăng ký kênh ủng hộ thầy nhé.